Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong cái thời lượng khoảng 45 cho tới 60 phút, thì khoảng 15 phút đầu tiên, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức về những vấn đề các bạn quan tâm, và sau đó sẽ cố gắng trả lời cho các bạn, và hy vọng rằng là sẽ giúp trả lời những cái câu hỏi các bạn đang cần để mà giải đáp những cái băn khoăn của mình về vấn đề sức khỏe. Thì ngoài ra, quý vị và các bạn có thể tham khảo trên trang web của bác. Thì cái trang web này thì các bạn vào Google, các bạn đánh chữ ts Phạm Quang Nhật ha, .com ha, các bạn ha. Đó, thì cái web này cũng hồ sơ thôi nhưng cũng đủ về nội dung, thì các bạn có thể tìm thấy những cái nội dung mà các bạn đang quan tâm ha. Thì cái này nó cũng đơn giản, thì các bạn nếu muốn đặt câu hỏi thì các bạn hãy nhấn vào mục liên hệ bác sĩ ha, hoặc là cái ba gạch ở phía trên này nè, thì các bạn vào mục tìm kiếm chẳng hạn nha, các bạn muốn coi về buồng trứng ha, đại khái là như vậy ha, thì các bạn sẽ thấy một số cái về buồng trứng ha các bạn ha. Rồi nếu như các bạn muốn tham khảo về vấn đề những cái video nhỏ ha, thì các bạn có thể lên kênh YouTube ha, YouTube ha. Rồi các bạn cũng vậy, các bạn sẽ tìm ES Phạm Quang Nhật ha, thì như vậy thì bác cũng có những cái video các bạn có thể xem lại ha, để mà trả lời những câu hỏi cho các bạn. À, những cái bạn mà không có được cái thời gian ngày hôm nay thì có thể coi lại trên kênh YouTube các bạn ha. Thì như vậy thì cái ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi mà tôi nhận được của một bạn. Thưa bác sĩ, thì em nên ăn gì, uống gì để tăng AMH hay còn gọi là dự trữ buồng trứng? Thì ngoài ra việc kích thích buồng trứng thì có gây ra tổn hại, gây giảm AMH hay không? Thì kính thưa các bạn, thì trước khi chúng ta trả lời câu hỏi thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua là cái dự trữ buồng trứng là gì. Ở cái hình ở trên thì các bạn thấy đây là cái buồng trứng, một bên buồng trứng của người phụ nữ ha các bạn ha. Thì đầu tiên là có cái gọi là nang nản nguyên thủy ha, nang nản sơ cấp, nhũng bao. Toàn một cái đó ha, đó thì là cái thời kỳ mà nếu mà phôi thai nữ thì nó nang nản nguyên thủy nó trung bình nó khoảng cỡ 7 triệu, rồi khi sinh ra đời thì bé gái thì phải còn 1 triệu đoạn, và khi còn khi mà ở tuổi dậy thì chỉ còn khoảng 500.000 đoạn thôi ha. Thì và cuối cùng thì mỗi lần mà chiêu mộ thì chúng ta là buồng trứng sẽ chiêu mộ sử dụng là khoảng cỡ 400 hoặc là 500 đoạn. À, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ phát triển từ nang nản nguyên thủy, nang nản sơ cấp, nang nản bào và nang nản thứ cấp. Đây các bạn ha, nang nản thứ cấp là bắt đầu đi vào buồng trứng để mà hoạt động đó các bạn ha. Thì các bạn sẽ điểm qua rằng là để các một số kiến thức để cho các bạn có thể nắm được, thì dự trữ buồng trứng là nó mô tả cái gì? Dự trữ buồng trứng hay gọi là AMH là mô tả số lượng nang nản còn lại trong buồng trứng. Thì chỉ số này sẽ nói lên là cái số lượng nang nản của người phụ nữ. Thì dự trữ buồng trứng thì nó sẽ ảnh hưởng ha bởi các tác nhân, chẳng hạn như là chúng ta có cần phẫu thuật trên buồng trứng hay không ha, những cái can thiệp trên buồng trứng ha, chẳng hạn như gặp hút trứng cũng là một cái can thiệp trên buồng trứng, hoặc là những người phụ nữ có tiền căn xạ trị hóa trị thì cũng có giảm nguy cơ của dự trữ buồng trứng ha các bạn ha. Thì cái dự trữ buồng trứng thì đó là cái từ, cái thuật ngữ mà sẽ được đánh giá bởi những cái yếu tố. Thứ nhất rằng là tuổi của người phụ nữ, thì theo sinh lý thì tuổi càng lớn thì dự trữ buồng trứng càng giảm. Ở độ tuổi mà tuổi dậy thì cái dự trữ buồng trứng của chúng ta là tầm độ khoảng 500.000, và khi tới tuổi khoảng 40 thì chúng ta còn khoảng 1.000 nãy. Thì như vậy là chúng ta nói rằng ủa 1.000 là nhiều quá, nhưng học ra nó chỉ là số lượng thôi, còn cái chất lượng
thì nó lại là phụ thuộc vào yếu tố tuổi và thủ tinh và tạo phôi thì nó phụ thuộc vào chất lượng ha. Thì chúng ta có thể dùng một cái chỉ số đó là cái AMH và AFC. AMH là xét nghiệm máu và AFC là siêu âm nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ. Thì cái nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ á thì chúng ta thông thường một người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tốt thì AFC chúng ta đếm ở hai buồng trứng trung bình đó sẽ trên 7, và gọi là dự trữ giảm là khi AFC dưới 5. Và còn xét nghiệm máu AMH thì AMH là được tiết ra từ cái tế bào hạt ở buồng trứng à các bạn ha, thì nó phản ánh cái số lượng đang nổi. Thì do đó là cái AMH là một cái chỉ số khẳng định và nó không có thay đổi theo cái chu kỳ kinh nguyệt. Cái sai số của nó có thể có nhưng nó không quá lớn ha. Thì chúng ta sẽ thấy rằng AMH bình thường nó sẽ dao động từ 1.2 cho tới 6. Nếu như mà AMH đó dưới 1.2 thì chúng ta nói là AMH giảm hay dự trữ buồng trứng giảm, còn dưới 0.5 tới 0.7 là đó là giảm nhiều à các bạn ha. Và cái AMH này nó biểu hiện cái gì? AMH này nó biểu hiện cho chúng ta rằng là sẽ khi chúng ta kích thích buồng trứng thì cái số lượng nang noãn chúng ta thu được nhiều hay ít. Còn cái chất lượng là sau khi chúng ta lấy ra thì chúng ta mới biết được, và cái chất lượng nang noãn thì nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Do đó có một số các bạn sẽ trải qua, các bạn mà đã từng làm các thí nghiệm thì các bạn sẽ trải qua một vấn đề đó là bạn lấy được ra rất nhiều noãn nhưng cuối cùng thụ tinh có thể các bạn lấy ra được mười mấy cái noãn đó nhưng cuối cùng thụ tinh được vài cái phôi thôi, thì đó là cái chất lượng của nang noãn là các bạn ha. Thì do đó chúng ta sẽ không có cái vấn đề mà gọi là bác sĩ chúng ta làm cách nào để tăng AMH. Đó đã, AMH chúng ta không có can thiệp được, giống như tuổi vậy đó ha. Tuổi chúng ta khi mà chúng ta lớn rồi chúng ta không thể dừng cái thời gian lại ha, chúng ta không đảo ngược thời gian được, thì AMH cũng vậy, chúng ta không đảo ngược được ha. Thì có thể một số bạn là gặp trường hợp là AMH ban đầu là thấp rồi sau đó tự nhiên cái nó đột nhiên nó trở lại là trên một chấm, thì cái điều này là có thể là do cái sai số của xét nghiệm ha, hoặc là trong quá trình lấy mẫu máu rồi thôi, chứ còn nó hầu như là đó là khẳng định các bạn ha. Thì tuy nhiên chúng ta có thể làm được gì ha? Thì chúng ta ở đây chúng ta có thể là cải thiện được cái gọi là chất lượng nang noãn. Chúng ta không cải thiện được cái AMH, chúng ta không cải thiện được cái số lượng đang loãng mà chúng ta cải thiện được cái chất lượng, để cho khi chúng ta, tại vì thật ra thì chúng ta chỉ cần một nang loãng là chúng ta đã tạo được một phôi và có thể được có một bé rồi các bạn, cho nên chúng ta không cần phải quá nhiều đâu, chúng ta cần chất lượng thôi các bạn. Thì như vậy cái chất lượng thì chúng ta có thể sử dụng dinh dưỡng, thì đầu tiên là những dinh dưỡng có chứa chrome. Chất rơm nó rất là quan trọng các bạn, để làm gì? Để cho đều đặn cái nhịp độ rụng trứng ha. Thì rơm này thường hay thấy nhiều ở thức ăn nào? Hoa lan rất dễ thấy ở Việt Nam chúng ta ha. Chúng ta có thể có cải bó xôi, súp lơ, củ cải trắng ha các bạn ha, đó là những thực phẩm chứa khá nhiều rơm để cho cái buồng trứng nó diễn ra đúng cái nhịp độ của nó. Và chúng ta có thể sử dụng các loại họ đậu. Họ đậu thì chúng ta biết rồi là nó có chứa rất nhiều cái phytoestrogen. Đây là một cái chất ha, làm cho vai trò rất là to lớn trong cái buồng trứng ha, hormone buồng trứng của người phụ nữ ha. Thì đầu tiên chúng ta phải kể tới đó là đậu nành ha. Đậu nành thì các bạn nghe nhiều lắm rồi, các bạn nào đã có phần mà chuyển phôi hay các bạn có chuẩn bị niêm mạc ha thì các bạn đều có nghe vấn đề là chúng ta sử dụng đậu nành ha, uống đậu nành ha. Thì lượng như thế nào là đủ? Lượng là chúng ta có thể sử dụng
mỗi ngày 1 tới 2 ly ha các bạn ha. Chúng ta uống theo nhu cầu cơ thể ha, uống nhiều quá đó cũng khó ha các bạn ha. Đó. Ngoài ra đậu lăng ha các bạn ha, đậu lăng là rất tốt. Đậu lăng này ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều các bạn ơi nha. Thì mỗi ngày chúng ta có thể sử dụng một chén đậu lăng, chén nhỏ thôi, không cần phải nhiều đâu. Chúng ta ăn giống như là chúng ta ăn ăn vặt thế thôi các bạn. Có một cái gọi là cái mẹo nhỏ, đó là chúng ta có thể dùng gạo lứt. Việt Nam mình thì dùng gạo lứt nhiều, cùng với đậu đỏ, đậu đen, mỗi thứ một nắm tay, các bạn có thể lấy trộn chung lên, rồi các bạn rang lên, các bạn nấu. À, ở dưới quê mình hay có là nấu nước đậu đỏ đó các bạn ha, hoặc là nấu nước đậu đen đó, chúng ta uống giống như uống nước thay nước, giống như nước trà hàng ngày vậy thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Và hạt lanh, hạt này thì nó hơi mắc tiền ha, nhưng mà nó rất tốt ha các bạn. Ngoài ra thì trái cây rất tốt. Ở Việt Nam chúng ta thì hồ trái cây rất nhiều, và đặc biệt thì chúng ta nên để ý những loại trái cây ít ngọt nha các bạn. Thì một những cái cây gọi là hữu hiệu đó là gọi là quả 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 mãng cầu sim của mình đó các bạn. À, cũng đã có từng chứng minh rằng cái quả mãng cầu sim này nó chống oxy hóa rất tốt ha. Măng cụt nè, táo ha, cũng là những cái thực phẩm rất tốt cho các bạn để mà mình cải thiện được cái chất lượng của nang noãn ha các bạn. Chốt lại là chúng ta chỉ có thể can thiệp trên chất lượng của nang noãn, chúng ta không can thiệp được số lượng đã mất đi, chúng ta không có thể đảo ngược thời gian từ AMH là không phẩy mấy và trở thành là 2 phẩy mấy được ha. Đó thì chúng ta tập trung vào chất lượng của những nang noãn còn lại ha các bạn ha. Chúng ta chỉ cần có 1 hay 2 nang noãn thôi, chúng ta không có cần nhiều, tại vì chúng ta cũng chỉ có khoảng 2 đứa con là nuôi cũng mệt rồi sao các bạn ha. Rồi đó là cái kết thúc cái phần gọi là một số kiến thức cơ bản để các bạn nắm ha. AMH trả lời cho các bạn AMH là gì, dự trữ buồng trứng là gì ha, hiểu về dự trữ buồng trứng và số lượng đan loãng ha, và chất lượng đan loãng cái nào quan trọng ha, và dinh dưỡng nào góp vai trò ha các bạn ha. Thì như vậy chất lượng ha, luôn luôn nhớ chất lượng các loại thực phẩm ha, các loại thuốc, các loại thực phẩm chức năng thì chúng ta chú ý vào chất lượng đan loãng ha. Tóm lại, rom, kẽm, những chất oxy hóa, chống oxy hóa tốt như omega 3 ha, và vitamin B ha, B6, B12 ha các bạn ha. Đó, B9 ha, đó là những cái vitamin B cần thiết cho các bạn. Rồi, như vậy là đã trải qua 15 phút về các kiến thức cơ bản cho các bạn. Thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu trả lời cho các bạn những câu hỏi. Một bạn hỏi rằng là bị buồng trứng đa nang, hai tay vòi không hạn chế thì thủ tinh ống nghiệm có khó khăn hay không? Chúng ta buồng trứng đa nang là một cái dạng mà AMH rất cao ha, nhưng chất lượng nang noãn của buồng trứng đa nang lại kém ha các bạn. Do đó là nếu như các bạn có buồng trứng đa nang thì e sợ nhất là khi chúng ta làm thủ tinh ống nghiệm là quá chất buồng trứng. Do đó là các bạn sẽ cẩn thận và mình cố gắng rằng là đừng có để quá nhiều nang noãn phát triển trong cái kích thích buồng trứng, mặc dù cái chuyện này đôi khi nó vẫn diễn ra. Và như vậy là chúng ta có thể là lấy được nhiều nang noãn và chúng ta phải chờ đợi tiếp là coi cái phôi phát triển ra sao. Thì với trường hợp của bạn, nếu vòi trứng tắc mà không ứ dịch cộng với buồng trứng đa nang thì bạn làm thủ tinh ống nghiệm khả năng thành công là có ha. Và nếu như bạn có nhiều phôi ha, thì có thể bạn sử dụng gọi là nuôi lên phôi blastocyst hay là phôi ngày năm nha các bạn ha. Rồi, một bạn hỏi rằng là uống nước đậu đen xanh lòng có tốt hay không cho niêm mạc để chuyển phôi. Thật ra thì hồi nãy cũng có đề cập cho các bạn rằng là gạo lứt mình nè ha, rồi đậu đỏ hoặc đậu đen đều được hết, mỗi thứ nắm tay các bạn rang lên, các bạn nấu nước thì nó cung cấp ha cho bạn là một lượng phytoestrogen cũng khá tốt các bạn ha. Ngoài ra nó cũng gạo lứt là nó có thể nó chống oxy hóa cũng khá tốt, do đó làm cho tốt cho cái khi mà chuẩn bị niêm mạc các bạn ha. Một bạn hỏi rằng là 40 tuổi AMH là 2,96 có ảnh hưởng hay không? Giống như bác sĩ nói lúc nãy, có thể rằng bạn AMH rất tốt 2,96, tuy nhiên ở tuổi 40 thì cái chất lượng nang noãn bạn sẽ giảm đi rất nhiều, do đó bạn nên sớm thả cho có thai
nha bạn nha, và can thiệp sớm. Hai thứ ba, đừng có chần chờ ha, hoặc coi ngày, coi tuổi hay coi năm, mà chúng ta nên sớm có hai bạn ha. Rồi, bạn hỏi rằng AMH 0,75 thì làm thủ tục nông nghiệp có thành công hay không? Ở mức 0,75 là AMH giảm nha bạn. Thì như vậy là cái số lượng hay dự trữ buồng trứng của bạn giảm. Ngoài ra yếu tố tuổi của bạn nữa ha, là các can thiệp trước đó cho buồng trứng của bạn ra sao ha, bạn nên cung cấp cho bác sĩ điều trị. Và với cái AMH như vậy thì chúng ta nên can thiệp sớm ha, bằng cái thủ tinh nhân tạo, là có thể là chúng ta bơm tinh trùng hoặc là thủ tinh ống nghiệm, nhưng ở trường hợp của bạn thì nên làm thủ tinh ống nghiệm thì sẽ tốt hơn bạn ha. Rồi, rồi bạn hỏi rằng là thai 6 tuần túi thai 10 có sao hay không bị ra máu. Nếu mà 6 tuần ha, mà chu kỳ kinh của bạn dài mà 10 mm thì cũng có thể theo dõi ha. Thường là 2 lần siêu âm thì chúng ta mới đánh giá được đứa thai nó phát triển ra sao các bạn ha. Bạn bơm tinh trùng ngày 15 xét nghiệm beta là 2.2, ngày 16 ra huyết thuyết. Nếu mà beta như vậy thì bạn rõ ràng là không thành công, và như vậy bạn nên nghỉ ngơi khoảng 10 ngày. Các bạn ra kênh lại thì bạn sẽ có thể thực hiện lại. Các bạn nên nhớ rằng là cái kích thích buồng trứng nó không làm giảm AMH, mà là cái khi chúng ta kích thích buồng trứng ha, thì nó sẽ tác động lên cái số năng lượng đã được gọi là đưa vào chu kỳ của buồng trứng, và chúng ta chỉ sử dụng cái số năng lượng đó thôi ha. Do đó là chúng ta vẫn có thể kích thích buồng trứng ha các bạn ha. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận vì những cái vấn đề về quá chất buồng trứng ha các bạn nha. Rồi, bạn bị prolactin lên máu cao, chu kỳ kinh là 30 ngày đều, tinh trùng tiến tới 28, hình dạng bình thường thì làm IUI. Nếu như mà bạn có prolactin máu cao thì cao như thế nào, prolactin trên 100 hay không, rồi vấn đề TSH có nghĩa là chất đang ở tuyến giáp, kháng thể kháng tuyến giáp và lòng tử cung ra sao, tai vòi như thế nào, thì nó phụ thuộc nhiều thứ để mà có thể mình thực hiện bơm tinh trùng ở bộ tử cung. Thì như vậy, ngoài ra cái tinh trùng này thì các bạn đơn giản lắm, các bạn cứ lấy số lượng tinh trùng các bạn nhân nhớ lại độ di động tiến tới. Thì nếu như mà nó trên 1 triệu con thì các bạn có thể về tinh trùng thôi, có thể là các bạn làm các bạn bơm tinh trùng được nha các bạn ha. Giống như hồi nãy bác cũng có nói, một bạn hỏi cách thích buồng trứng phải làm suy buồng trứng hay không, thì hồi nãy bác cũng mới vừa đề cập. Thật ra khi chúng ta cách thích dùng thuốc để cho trứng lớn thì chúng ta chỉ tác động trên cái số noãn đã đi vào buồng trứng, do đó là nó sẽ chỉ ảnh hưởng trên cái chu kỳ đó thôi nha các bạn. Còn cái chuyện suy buồng trứng thì đó lại là do yếu tố chẳng hạn stress ha, những cái gọi là khi chúng ta thực hiện mà chúng ta thất bại, chúng ta không thành công thì nó sẽ dẫn tới một cái gọi là stress, cái tâm lý, rồi những cái áp lực ha, từ người thân, từ gia đình ha, từ những người không hiểu mình, rồi các bạn mất ngủ, các bạn có tăng prolactin máu lên thì chúng ta làm giảm cái gọi là chất lượng buồng trứng chứ không gọi là suy buồng trứng ha. Tuy nhiên khi stress quá nặng có thể dẫn tới hoại tử buồng trứng và suy buồng trứng thật sự. Do đó các bạn cố gắng giữ tinh thần thoải mái, và chúng ta sẽ cố gắng rằng là uống nhiều nước, nghe nhạc, tập yoga ha, và tránh ăn đồ ngọt ha, những cái thức ăn dầu mỡ chúng ta tránh ha các bạn nha. Rồi bạn có chồng thì chuyển đời thể 2 và 3 thì làm IVF khả năng đậu cao hay không? Nếu như bạn có chuyển đoạn những sắc thể 2 và 3 thì thật ra khi chúng ta làm thủ tinh ống nghiệm thì chúng ta có thể thực hiện một cái kỹ thuật gọi là nuôi phôi lên phôi ngày 5, và chúng ta làm gọi là sinh tiết phôi ha, chúng ta loại trừ một số các sai lệch về nhiễm sắc thể ha, thì nó sẽ làm tăng khả năng làm tổ cho phôi thai nha bạn ha. Bạn bị lưu thai 2 lần nhưng đi khám thì không bị gì. Thật ra thì giống như là buổi trước bác cũng có nói với các bạn, thật ra nếu các bạn gọi là thất bại làm tổ liên tiếp nhiều lần thì các bạn có 60% là các bạn có thai lại và thai phát triển. Tuy nhiên chúng ta phải kiểm tra về karyotype ha, chúng ta phải lấy cái mẫu mà
thai trứng trống hoặc là thai lưu, nhưng mà xét nghiệm karyotype, karyotype của cái mô thai chứ không phải karyotype của hoặc là cái bộ gen của chồng hay vợ, mà karyotype của cái mô phôi thai nha các bạn. Nhưng mà không làm thường quy cái gọi là karyotype của người vợ và người chồng, mà chúng ta làm karyotype của cái mô phôi thai. Chúng ta sẽ phải đánh giá coi là chúng ta có tiểu đường hay không, chúng ta có bệnh lý tuyến giáp hay không, chúng ta có vấn đề về lòng tử cung hay không, chẳng hạn chúng ta có polyp lòng tử cung hay không, gây sảy thai, gây mất thai liên tiếp ha, chúng ta có những cái nhiễm ha vanida hay không ha các bạn nha, hoặc là nhiễm trùng hai bào thai hay không, CMV hay không nha các bạn nha. Tắc mồi trứng và ứ dịch mồi trứng có khác nhau hay không? Cái thưa các bạn, thì tắc mồi trứng thì là gì? Tắc mồi trứng là chúng ta có hai ống dẫn trứng ha, và đây các bạn có thể xem đây, đây là một cái hình ảnh của cái vòi trứng ha, cái cung vòi trứng ha. Rồi thì để cho các bạn thấy hình dung được ha, như vậy là đây là cái tai vòi ha các bạn ha, các bạn nhìn thấy trên màn hình ha các bạn. Đó thì cái tai vòi nó tắc và nó tắc ở cái đoạn này ha, cái đoạn mà sát như cái tử cung á, cái hình bên tay phải sát gốc cái hình lớn lớn á ha các bạn, thì nó tắc sát gốc. Còn ứ dịch là nó bít tắc ở ở đoạn ngoài và nó ứ cái dịch, nó làm cho là khi chúng ta muốn có thai thì cái ứ dịch này nó có thể nó làm cho nhiễm độc cái phôi thai, do đó là chúng ta sẽ không có thai được ha các bạn. Do đó tắc vòi trứng, ứ dịch vòi trứng thì gần như sẽ tắc vòi trứng ha, nhưng tắc vòi trứng thì có thể là chúng ta tái tạo lại được ha các bạn ha, chúng ta nên làm. Nếu bầu 5 tuần mà hay đau đầu lúc nằm thì phải làm sao? Các bạn cẩn thận về vấn đề huyết áp ha, tại vì khi chúng ta có thai sớm ha, nếu chúng ta có gọi là cái nền tảng cao huyết áp thì ta sẽ cẩn thận, chúng ta theo dõi huyết áp, và đó chúng ta có thể là chúng ta thiếu magie ha, chúng ta có thể thiếu máu, thì chúng ta cẩn thận kiểm tra các vấn đề đó ha các bạn ha. Tại vì khi khám thai đầu chu kỳ thì thường các bác sĩ sẽ cho các bạn xét nghiệm gọi là công thức máu đơn giản để chúng ta coi có thiếu máu hay không. Ở Việt Nam thì có một cái bệnh lý hay phổ biến ha, phổ biến tới khoảng 60%, đó là thalassemia, gọi là thiếu máu hồng cầu hình liềm, có thể gây ra các bạn choáng váng chóng mặt các bạn ha. Bạn thai lưu tự ra lúc ở bệnh viện không làm xét nghiệm thai, muốn xét nghiệm tổng thể hai vợ chồng, thì giống như hồi nãy bác đề cập cho các bạn rằng là chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta coi thử coi chúng ta có những cái bệnh lý về huyết học hay không, chẳng hạn như bệnh lý tăng đông ha, rồi anti-phospholipid ha, kháng thể kháng tuyến giáp ha các bạn ha, tai sát về tuyến giáp ha các bạn, tiểu đường tiềm ẩn có hay không ha, chúng ta không thực hiện thường quy karyotype của hai vợ chồng nha các bạn. Nếu như chúng ta đã lỡ chúng ta không lấy được cái mô của phôi thai thì thôi ha, thì chúng ta có thể tầm soát những cái vấn đề còn lại ha đó, mà đặc biệt là chúng ta sẽ coi công thức máu ha và nhóm máu của hai vợ chồng để chúng ta coi thử chúng ta có thiếu máu thalassemia hay không, và như vậy có bất tương hợp nhóm máu hay không ha, gọi là rhesus ha. Nếu như bạn có rhesus âm, chồng bạn là rhesus dương, thì đứa con của bạn nếu nó mang rhesus dương thì đó vẫn có thể thai lưu do bất tương hợp nhóm máu với mẹ nha bạn ha. Bạn ung thư tuyến giáp, mẹ mất kinh có uống mầm đậu nành được hay không? Khi bạn ung thư tuyến giáp thì có một cái gọi là cái list thực phẩm cho các bạn sử dụng, thì ung thư tuyến giáp không chống chỉ định đối với uống mầm đậu nành ha, tuy nhiên tùy cái vấn đề bạn đang sử dụng các loại thuốc gì ha, và như vậy bạn nên tham khảo với bác sĩ mà đang điều trị về ung thư tuyến giáp cho bạn coi là bạn đang sử dụng thuốc gì và cái thuốc đó có tương tác với mầm đậu nành hay không. Rồi tắc vòi trứng, ứ dịch vòi trứng thì giống nhau hay không, thì như vậy bác sĩ cũng có nói rồi rằng là thật ra là tắc vòi trứng có thể là tắc đoạn gần hay tắc đoạn xa. Nếu chúng ta tắc đoạn gần thì nó hầu như nó không ứ dịch vòi trứng, chúng ta tắc đoạn xa thì khả năng là nó ứ dịch vòi trứng, do đó chúng ta có thể kiểm tra bằng chụp X-quang ha, gọi là HSG, hoặc là chúng ta có thể siêu âm ha, chúng ta gọi là siêu âm bơm nước hoặc là siêu âm có bơm cái bọt khí để chúng ta coi thử cái bọt nó đi vào như thế nào nha. Bạn 37 tuổi, AMH là 1.8,
chọc trứng 3 lần, tạo phôi không tốt, khi sinh trứng. Thì đúng giống như hồi nãy ở phía trên bác cũng có đề cập, tức là AMH của bạn là trong cái giới hạn trên 1.2, tuổi của bạn là tuổi 37, thì cái AMH của bạn vẫn như gọi là giảm dự trữ buồng trứng. Tuy nhiên rằng là cái chất lượng đan loãng của bạn nó ảnh hưởng, do đó khi tạo phôi thì cái chất lượng đan loãng nó không tốt, thì cái phôi ra ngoại thêm cái vấn đề của tinh trùng nữa ha, thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là tạo ra phôi không tốt. Và như chúng ta đã làm 3 lần thủ tinh ống nghiệm, chúng ta lấy noãn 3 lần và chúng ta đều tạo phôi không tốt, thì chỉ định sinh noãn hoặc là sinh trứng là chỉ định đúng ha các bạn nha. Tại vì khi đó cái chất lượng noãn của bạn đã không tốt rồi, bạn có cố gắng thêm nữa thì cái khả năng thành công nó sẽ thấp hơn, và cái áp lực ha, cái tâm lý, cái stress nó sẽ dẫn tới cho bạn. Ngoài ra những cái biến chứng do chúng ta chọc hút trứng quá nhiều lần thì sẽ tổn hại trên bề mặt tinh thần và cũng như là cơ thể của bạn các bạn ha. Bạn có ông xã bị giãn tĩnh mạch thần kinh, không có con, vậy như vậy có con được hay không? Giãn tĩnh mạch thần kinh thì chúng ta phải cần phải đi khám về chuyên khoa nam, thì nó có những cái mức độ về giãn tĩnh mạch thần kinh độ 1, độ 2, độ 3, có gây đau hay không gây đau và có ảnh hưởng trên cái chất lượng tinh trùng hay không ha. Và như vậy là chúng ta nên đi khám và kiểm tra các tinh trùng coi như thế nào, hay chất lượng tinh trùng, dựa trên cái chất lượng tinh trùng thì chúng ta mới quyết định được như thế nào ha. Tuy nhiên có một lời khuyên cho bạn, bạn có thể là cùng ông xã mình quan hệ thật nhiều. Đối với giãn tĩnh mạch thần kinh không gì tốt bằng chúng ta tăng tần suất quan hệ nha bạn ha. Rồi, và ông xã sẽ không được rượu bia thuốc lá nha bạn ha. Rồi, bạn mới sảy tự có khi có thai tự nhiên, bạn sảy vào ngày 13 tháng 3 và hôm nay có kinh lại, khi nào làm thủ tinh ống nghiệm được? Bạn sảy thai thì có nghĩa rằng là bạn có thể có thai tự nhiên, thì sao bạn không thử chúng ta một cơ hội có thai tự nhiên nữa, và các bác sĩ sẽ cố gắng sử dụng thuốc để giữ thai và tìm các nguyên nhân sảy thai của bạn, và chúng ta sẽ điều trị cho những nguyên nhân đó. Và chúng ta làm thủ tinh ống nghiệm thì rõ ra thủ tinh ống nghiệm không cải thiện hoàn toàn vấn đề sảy thai hay các bạn nha. Do đó là thủ tinh ống nghiệm nó chỉ giúp cho chúng ta tăng khả năng có thai nha. Rồi nha các bạn nha. Bạn hỏi AMH quá cao thì sao? Thì đó, chúng ta phải đề cập tới cái vấn đề gọi là buồng trứng đa nang hay là PCOS ha. Cái buồng trứng đa nang cái AMH rất là cao ha. Mặc dù là hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có nghiên cứu cho thấy rằng mối tương quan giữa AMH cao và buồng trứng đa nang chỉ số bao nhiêu, thì định nghĩa là buồng trứng đa nang. Thì thật ra thì bây giờ hiện tại chúng ta sẽ sử dụng yếu tố nội tiết là LH, FSH và testosterone ha, để chúng ta và cộng với siêu âm để chúng ta đánh giá về gọi là buồng trứng đa nang. Còn AMH cao thì chúng ta cẩn thận khi cái thách buồng trứng có thể dẫn tới là chúng ta có quá nhiều trứng, dẫn tới là quá kích buồng trứng ha. Ngoài ra thì người ta có một nghiên cứu gần đây và thấy rằng ở những người buồng trứng đa nang thì chất lượng trứng và chất lượng phôi không tốt bằng những người AMH bình thường nha các bạn ha. Nếu cung bị gặp thì tỷ lệ có thai tự nhiên được hay không? Thật ra 90% tử cung đều gặp hết bạn ạ. Tử cung bắt buộc phải gặp, hoặc là gặp trước hoặc là gặp sau ha. Chỉ có 5-10% là tử cung trung gian thôi, đa số chúng ta đều là tử cung gặp. Do đó là tử cung gặp không có vấn đề đề cập tới là hiếm muộn ở đây các bạn ha. Rồi, rồi bạn mổ xanh để cung bị dính vào phần bụng, bị treo cao thì dẫn tới có khó thụ thai hay không? Điều này có thể dẫn tới là nó thay đổi cấu trúc của tử cung. Cái tử cung kéo cao lên và nó thay đổi cái cấu trúc để mà tinh trùng có thể từ cổ tử cung đi vào. Mà ngoài ra khi chúng ta mổ lấy thai mà nó gặp như vậy ha, các bạn ha, đây là âm đạo, đây tử cung mới gặp, thì như vậy á, là cái có thể nó làm cho huyết vết mổ ha, có thể làm cho ý dịch vết mổ, và như vậy tinh trùng nó sẽ không đi vào tốt được đó, thì khả năng gọi là giảm khả năng có thai ha các bạn ha. Rồi, bạn làm thụ tinh nhân tạo chuyển phôi 2 lần đều tới 6 tuần ra huyết và không biết nguyên nhân gì luôn, muốn chuyển thêm lần nữa thì cần xét nghiệm nhẹ không? Bạn chuyển phôi 2 lần đều thành công hết và đều không có được cái sự phát triển của thai,
Thì như vậy thì bạn nên chuyển phôi ngày năm và tiết phôi để chúng ta loại những cái vấn đề về những phôi xấu ha, và tăng cái khả năng. Thì trước khi chuyển phôi thì chúng ta nên kiểm tra tiểu đường, tuyến giáp, lồng tử cung, ha, các cái cấu trúc của tử cung như thế nào các bạn ha, và chúng ta có cái vấn đề về lupus hay không, lý tự miễn hay không hay các bạn ha, vân vân. Rồi bạn tử cung hai sừng dạng tam giác lõm, siêu âm kích thước tử cung là 26 thì có thai có nguy hiểm gì không? Thật ra mình khoan bà chuyện bạn có thai nguy hiểm, mà mình bàn nói chuyện bạn sẽ khó ha, khó hơn những người khác. Tại vì nếu mà tử cung hai sừng thì cái khả năng khó có hơn ha những người khác, và cái nguy cơ sảy thì tất nhiên nó sẽ cao hơn những cái tử cung và cấu trúc bình thường ha. Tuy nhiên tử cung hai sừng vẫn có sanh được ha, và bạn cũng thấy rằng là đã có mẹ bầu bác tử cung hai sừng bác cũng đã sanh ha, và thậm chí sinh thường bạn ạ à, nha. Vợ chồng đi khám bạn thì không bị gì, khám bên phải buồng trứng hơi yếu, thả 5 tháng không có, bác sĩ bảo đến 6 tháng không có thì nên cấy. Thật ra thì đánh giá buồng trứng hơi yếu, cái chữ hơi yếu này nó cũng khó các bạn ha. Tại vì khi chúng ta siêu âm đầu chu kỳ, tức là vào những ngày bạn có kinh, thì chúng ta đếm gọi là mang bạn thứ cấp gọi là AFC, thì đó phụ thuộc vô cái tay nghề của bác sĩ siêu âm và đánh giá và cái chủ quan. Thì đôi khi là các bạn thấy rằng cùng là một bác sĩ đó, cùng cái máy đó, buổi sáng mình có thể đo AFC là 7-8, nhưng buổi chiều em buồn buồn gì đó hay mệt quá hay đo lại AFC còn có 3-4 thì gọi là yếu ha các bạn ha. Đó ra cái yếu tố AFC nó không có tốt, không có dự học dự đoán tốt bằng cái AMH ha các bạn ha. Bạn ứ dịch vòi trứng và cắt một bên vòi trứng thì có con được hay không? Thật ra thì bạn còn một bên thì giống như người, con người chúng ta có hai cánh tay, vì một lý do gì đó chúng ta không còn một cánh tay, thì như vậy chúng ta vẫn còn để hoạt động một bên vậy thôi, không sao các bạn. Thì buồng trứng cũng vậy, có hai cái buồng trứng thì bên phải không có, thì giờ có buồng trứng bên trái thì đôi khi chúng ta vẫn có thai được bình thường quá ha. Rồi thì bạn 29 tuổi, đã 1 năm chưa có con, đã đi khám buồng trứng đa nang, muốn làm thụ tinh ống nghiệm. Nếu như bạn đã có gọi là cái buồng trứng đa nang, bạn có những vấn đề về rối loạn kinh, thì thụ tinh ống nghiệm là một trong những chỉ định ha. Thì như vậy đầu tiên hết trong khoảng thời gian để mà mình chờ qua cái mùa dịch ha, thì chúng ta ăn tiết chế ha. Chúng ta có thể lên cái trang web của bác sĩ coi về cái chế độ ăn của cái buồng trứng đa nang đó các bạn ha. Thì các bạn thấy trên trang web thì các bạn cứ vào trang web bác sĩ Phạm Quang Nhật ha, rồi các bạn vào cái mục tìm kiếm ha, các bạn đánh buồng trứng đa nang ha. Thì như vậy nó có rất nhiều ha, đó buồng trứng đa nang là như thế nào các bạn thấy ha, là minh họa rất là nhiều hốc nhỏ ha. Rồi cái này do phóng lớn lên thôi đó, buồng trứng đa nang là gì cho bạn hiểu ha, có co được hay không ha. Rồi đó các bạn ha, nên ăn gì uống gì các bạn ha. Đó các bạn thấy thật ra là nó cũng không phải là đó bế tắc đâu các bạn ơi nha, mà có thể có được nha. Rồi thì chúng ta tiếp câu hỏi kế tiếp là chuyển phôi được 1 tháng mà đậu 3 thai thì ảnh hưởng gì không? Nếu chúng ta chuyển phôi mà chúng ta có được 3 cái thai phát triển thì đây là một yếu tố nguy cơ cho các bạn rất cao sảy thai, sinh non, tiểu đường, cao huyết áp. Do đó thông thường thì chúng ta nên giảm 1 phôi hay chúng ta chỉ song thai. Cơ thể người phụ nữ Việt Nam thì song thai thì còn có khả năng chịu được từ tam thai, tứ thai, ngũ thai. Các bạn đọc báo cô này sinh được 3 đứa, cô kia sinh được 4 đứa, cô kia sinh được 5 đứa, nhưng thật ra nguy cơ rất cao cao cho bé. Chúng ta sẽ đánh đổi ha, đánh đổi cái gọi là cái niềm hân hoan đó bằng cái là bé sinh non thì mắt bé sẽ cận thị hoặc có khi là mù mắt ha, và khả năng tử vong nhiễm trùng cho bé sẽ tăng lên. Do đó là chúng ta chỉ nên đơn thai hoặc là song thai các bạn ha. Em bị thất bại 1 lần cần bồi bổ gì? Phôi trung bình khá. Thì thật ra thì chúng ta chuyển phôi thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc làm tổ của phôi.
Các bác sĩ cũng rất là muốn là biết được là lý do tại sao mà em thất bại, nhưng theo như dân gian chúng ta nói, nó còn cái duyên giữa mẹ và con. Thì chúng ta chuyện thất bại một lần, chúng ta cứ đừng có chán nản, chúng ta đừng có căng thẳng, chúng ta cứ coi giống như là chúng ta chưa có duyên, chúng ta đi thi đi nha, chúng ta thi lần này chưa đậu là do cái duyên thi cử chưa có, thì chúng ta lại thi lần tới, chúng ta cố gắng chúng ta thi, thì đôi khi là cuối cùng ta sẽ đậu nha các bạn ha. Do đó đừng căng thẳng nha các bạn. Rồi, bạn là AMH là 5.7, LH 10, prolactin là 400, cao quá. Siêu âm có nhiều nang nhỏ, ngày 24 mới có một trứng trội thì phải đa nang hay không? Rất tiếc là bạn có cái chỉ số LH nhưng mà bạn lại không có chỉ số của FSH và testosterone. Tại vì nếu như mà bạn có cái chỉ số LH chia FSH ha, mà nó lớn hơn 1 cộng với testosterone của bạn mà nó trên 10 và siêu âm các mặt cắt của chúng ta đều trên 12 đa nang ở một buồng trứng, thì như vậy bạn là buồng trứng dạng đa nang. Ngoài ra AMH của bạn như vậy cũng khá cao, đó cũng phù hợp với một bệnh cảnh ha của buồng trứng đa nang, thì bạn nên can thiệp sớm ha bằng cách là kích thích gây phóng loãng ha để mà chúng ta có thể mang thai các bạn nha. Ngoài ra cái prolactin này các bạn cũng phải nên cẩn thận ha, prolactin như vậy hơi khá cao, thì các bạn có thể kiểm tra một số yếu tố chẳng hạn cho các bạn có bị stress hay không, các bạn có đang sử dụng thuốc dạ dày hay không ha, thuốc ức chế về tâm thần hay không, cũng có thể gây prolactin máu cao nha các bạn ha. Bạn chuyển phôi ngày 3, ngày 14 beta là 3.5. Ngày 14 nếu beta là khoảng 3.5 thì có lẽ là mình chưa thành công bạn ơi nha. Với beta như vậy thì khá thấp các bạn ha. Có thai 2 lần mà lần nào cũng không có phôi thai, phải cho ra cần làm xét nghiệm gì? Thì giống như hồi nãy bác cũng có nói, thì rất tiếc rằng 2 lần bạn cho thai ra thì bạn lại không có làm gọi là karyotype hay là cái bộ gen của cái phôi mà bị mất á ha, gọi là thai lưu á ha, do đó mình cũng không đánh giá được. Thì tuy nhiên bạn có thể làm một số xét nghiệm ha, giống như hồi nãy bác đề cập ha, là tiểu đường, tuyến giáp ha, những cái mà về antiphospholipid ha, prothrombin ha các bạn ha. Bạn có chlamydia uống kháng sinh 21 ngày thì có cách nào ngừa tái nhiễm hay không? Rất tiếc rằng không. Chlamydia có khả năng tái nhiễm bạn ha. Do đó là khi chúng ta quan hệ thì tất nhiên chúng ta phải, thật ra nhiễm chlamydia nó không gây ra triệu chứng mà cái hậu quả của nó để lại là gây dây dính và gây nhiễm muộn hai bạn ha. Do đó là chúng ta đang cần phải kiểm tra ha chlamydia ở vợ và có thể kiểm tra lần ở chồng các bạn ha. Bạn bị tăng số lượng nhiễm sắc thể 21 cả ảnh hưởng tới việc thai lưu hay không? Tăng số lượng nhưng mà ở đoạn nào, như thế nào bạn ơi? Cái này bạn có thể là inbox cho bác cái kết quả để bác coi thêm cho bạn nha bạn ha. Bạn song thai có mổ bú cổ cường giáp 2 năm trước nhưng không mổ lấy hết, hiện tại xét nghiệm tuyến giáp vẫn bình thường, tới lúc thai lớn thì có ảnh hưởng gì hay không? Chúng ta nên làm các xét nghiệm đơn giản TSH và FT3, FT4 thì chúng ta đánh giá cái chức năng tuyến giáp. Thì nếu như nó nằm trong chỉ số bình thường thì chúng ta có thể an tâm các bạn ha. Đi canh niêm mạc để chuyển phôi nhưng tháng nào cũng mỏng, chỉ có 7 mặc dù uống thuốc vẫn không tăng. Thật ra niêm mạc mỏng là một trong những yếu tố là chúng ta do tuổi, do cái thụ thể đáp ứng với cái estrogen của bạn nó có vấn đề, nó giảm thì thật ra cái thụ thể này nó một khi nó giảm thì đôi khi chúng ta rất khó để mà nó tăng cái thụ thể này lên lại, thì ngoài cái việc mà chúng ta dùng thuốc rồi ăn uống nghỉ ngơi thì chúng ta đành chấp nhận với cái độ mạc từ 7 trở lên và chúng ta chuyển phôi thôi. Thì người ta thấy rằng với độ mạc từ 8 hay 9 trở lên thì khả năng có thai là có ha, dưới 7 thì khả năng khó có thai hơn các bạn ha. Bạn có nhân sơ nhỏ, uống đậu đỏ gạo lứt được không, có gừng thì có thể sử dụng để cải thiện hay không? Thật ra thì đậu đỏ gạo lứt thì đó chỉ là một cái thức uống gọi là nó gây ra cái chuyện mà làm nhân sơ lớn thì hầu như là không bạn ơi nha. Cái estrogen của phyto estrogen nó rất là thấp, không có đủ độ để mà nó làm cho nhân sơ lớn đâu bạn nha. Do đó là chúng ta vẫn có thể sử dụng ha cái đậu đỏ gạo lứt
ha. Tất nhiên nếu như tinh thần bạn và niềm tin bạn không có thì mình có thể ngừng lại ha, không sao hết bạn ha. Thì chúng ta có thể sử dụng các chế phẩm khác ha, giống như hồi nãy mắt đề cập đó, bạn có thể coi lại là lúc đầu các sản phẩm ha, thức ăn dinh dưỡng có thể sử dụng ha, đó, nào đậu lăng nè ha, rồi hạt lanh nè các bạn ha, bạn làm sữa bơm nước rồi không hạn chế. Thật ra sữa ấm mơm nước thì chúng ta thấy rõ cái lồng tử cung hơn là cái thai vòi, tuy nhiên nó cũng đánh giá được phần chức năng của thai vòi. Các bạn nên nhớ rằng khi mà chúng ta làm sữa ấm mơm nước, ngoài cái chuyện chúng ta đánh giá cái thai vòi đó có thông hay không, chúng ta còn đánh giá thêm cái chức năng của cái thai vòi. Tại vì cái cha thai vòi mặc dù nó thông á, nước nó ra đó ha, nhưng nó không còn chức năng thì như vậy là nó cũng không có tác dụng. Do đó là cái chức năng của thai vòi là cái quan trọng. Nếu như chúng ta thấy rằng là ống dẫn chứng thông nhưng mà sau khoảng cỡ 3 đến 6 tháng chúng ta vẫn không có thai được, chúng ta nên can thiệp sớm, có nghĩa là chức năng của thai vòi đó đã không tốt các bạn ha. Có thai nghén không uống được nước lọc thì nên làm sao? Nếu mà bạn có thai mà không uống được nước lọc thì bạn có thể uống nước trái cây, nước ép trái cây vân vân, vẫn có thể thay thế được ha. Nước sinh tố không nhất thiết mà phải uống nước lọc các bạn ha, chỉ có đừng uống rượu bia thôi nha. CRL của bạn là 6.7, có phôi mà chưa có tim thì gọi là lưu hay chưa? Thật ra thì cũng là một vấn đề. CRL mà nếu mà nó trên 7 mà chưa thấy tim thai thì chắc chắn gần như là 98% là đó là thai lưu ha. Tuy nhiên bạn có thể nên chờ thêm một tuần lễ nữa để chúng ta đánh giá lại coi là cái vấn đề thai lưu có diễn ra hay không. Do đó chúng ta chờ thêm một phần để đánh giá lại cho bạn ha. Phôi ngày 5 sau chuyển phôi 10 ngày beta 12 thì có cơ hội hay không? Phôi ngày 5 và beta 10 ngày có 12 thì đúng là khá thấp. Tuy nhiên bạn chờ thêm 2 ngày để bạn thử lại coi beta như thế nào các bạn nha. Bác sĩ cho cháu hỏi có kháng không có trứng trội. Thì giống như hồi nãy bác sĩ cũng có nói, cái chiêu mộ của buồng trứng thì có khi vào có một cái chu kỳ nào đó do vấn đề stress ha, căng thẳng thì cái chiêu mộ nó diễn ra không hoàn chỉnh và như vậy không có khả năng nõn vượt trội và phát triển thì nó sẽ không có những cái gọi là không có những chu kỳ rụng trứng ha, nhất là những cái buồng trứng dạng đa nang ha, dạng đa nang là tức là cái buồng trứng đang nõn ha, thứ phát nó cứ là không có đi vào cái phát triển và vượt trội, như vậy nó không có rụng trứng được ha, như vậy cái chu kỳ kinh của bạn nó sẽ dài ra, thưa ra các bạn ha. Bạn bị sảy 3 lần đang thả lại, nếu vừa biết có thai thì khám liền được không? Đúng rồi, khi bạn đã bị sảy 3 lần thì khi vừa có thai bạn nên gặp các bác sĩ liền để chúng ta có những cái phương thức để dưỡng thai ha. Thường người ta thấy rằng là những cái mà thai lưu liên tiếp hay là thất bại làm tổ liên tiếp thì nó có liên quan tới việc tiểu đường, việc cao huyết áp tiềm ẩn, việc có những cái kháng thể kháng tuyến giáp ha, và những cái cấu trúc bất thường của lồng tử cung các bạn ha. Bị u xơ tử cung, ống mầm nội nành nó tăng niêm mạc thì ảnh hưởng gì hay không? Thì giống như hồi nãy bác sĩ cũng nói thì các phytoestrogen nó gắn kết lên cái để mà làm tăng cái chất nhân xơ, hoặc là nó tính lắm bạn, hầu như nó không có chuyện đó ha. Do đó bạn có thể vẫn uống mầm đậu nành được ha. Tuy nhiên là cái niềm tin là quan trọng. Nếu bạn cảm thấy tôi uống cái đó vì sợ có nhân sợ lớn thì có thể bạn không sử dụng, tại vì khi chuẩn bị niêm mạc chúng ta đã có sử dụng thuốc rồi bạn nha. Bạn bị thai lưu lúc 15 tuần, bây giờ đã 6 tuần mà chưa có chu kỳ kinh thì có sao không? Nếu như 15 tuần bạn có chấm dứt thai kỳ thì như vậy đã 6 tuần trôi qua, có nghĩa là hơn 1 tháng mà bạn chưa có kinh lại thì bạn nên đi khám để thứ nhất bạn có thai lại hay không. Sau khi chấm dứt thai thì khoảng nửa tháng sau là bạn có thể có thai lại nếu bạn có quan hệ. Cái thứ hai, nếu như bạn không có thai lại thì dính lồng tử cung có diễn ra hay không, tổn thương buồng tử cung có hay không, các bạn nên đi khám lại nha bạn ha. Cả hai vợ chồng đều là nhóm bố B cộng, có khó khăn trong thụ thai hay không, thất bại chuyển phôi 7 lần. Ồ, thật là đáng tiếc cho bạn. Thật ra nhóm máu B rồi xuất dương thì không ảnh hưởng gì trong việc chuyển phôi. 7 lần bạn chuyển phôi thất bại thì thật ra thì các bác sĩ cũng rất là muốn biết coi là lý do tại sao, nhưng tới giờ này y học chúng ta vẫn chưa có thể nắm rõ hết nha các cái vấn đề này. Do đó thì
chắc là bạn cứ cố gắng đi thi, thì biết đâu tới một ngày nào đó bạn sẽ thi đậu nha, cố gắng lên bạn ơi. Muốn làm thủ tinh ống nghiệm thì có cần đi khám trước hay tới ngày 2 chu kỳ hay tới khám luôn? Thì thật ra nếu mà bạn đã thảo luận và bạn đã quyết định làm thủ tinh ống nghiệm thì vào ngày 2 của chu kỳ là các bạn có thể thăm khám. Hiện tại chúng ta có cái phác đồ là sử dụng thuốc đơn giản, các bạn tự chích ở nhà, rồi xong tới ngày thăm khám các bạn sẽ mất khoảng có 4 lần đi là người vợ, người chồng sẽ mất 2 lần đi. Như thế thôi, một lần là người chồng sẽ làm hồ sơ, một lần là người chồng sẽ lấy tinh trùng ha, đơn giản thôi các bạn nha. Tử cung đôi, âm đạo có vách ngăn, khả năng mang thai có lớn hay không? Bản thân tử cung đôi là khó khăn mà âm đạo có vách ngăn thì như vậy bạn bị một cái hội chứng ha, người ta gọi là hội chứng cấu tạo bất toàn ha, thì như vậy nó gây ra cái vấn đề như vậy sẽ khó có thai, cho nên bạn nên đi khám thật là kỹ ha, và chúng ta coi cân nhắc coi có thể phẫu thuật hay không các bạn nha. Rồi bạn AMH là 3.6, 28 tuổi, E2 của bạn là 29, chọc được 4 trứng không tạo được phôi, nhịp sắc thể bình thường. Bởi vậy là thật ra AMH bình thường nó chỉ nói về cái gọi là dự trữ của buồng trứng thôi, nó không nói được chất lượng của buồng trứng. Mặc dù ở hai các bạn cũng là trong giới hạn bình thường, nhưng cái chất lượng buồng trứng của bạn đúng là nó không tốt. Ngoài ra thì chúng ta sau khi loại trừ yếu tố về tinh trùng ha, các yếu tố về gọi là chất lượng của phòng labo, thì bạn chỉ lấy được có bốn mà không tạo được phôi nào, thì có lẽ là cái chất lượng, cái năng nổi của bạn nó có vấn đề, và chúng ta cần phải khảo sát thêm chất lượng của tinh trùng nữa để chúng ta có được cái quyết định đúng đắn ha. Bạn tử cung gặp sao thì khả năng có thai tự nhiên có khó hay không? Thì hồi nãy bác sĩ cũng có nói là gần như 90 đến 95% phụ nữ là tử cung gặp, hoặc gặp trước hoặc gặp sau ha, không có ai mà không gặp hết ha. Tử cung trung gian hiếm thôi, không nhiều ha, tuy nhiên nó không liên quan tới chuyện mà có thai các bạn ha. Rồi bạn sảy tự nhiên 3 lần, thai chưa làm tổ, nguyên nhân nào dẫn tới việc phôi không bám? Sảy tự nhiên 3 lần như vậy thì nó có những vấn đề liên quan tới cái cấu trúc buồng tử cung hay không, thì bạn có thể làm chụp HSG hoặc là siêu âm bơm nước, hay hoặc là phải làm MRI ở vùng sinh dục các bạn ha. Thì alpha thalassemia có ảnh hưởng đến việc khó có thai hay giữ thai? Rất khó bạn ha, như vậy thalassemia nó có thể ảnh hưởng tới cái việc thai lưu ha, hù nhau thai các bạn ha, đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều ha các bạn ha. Như vậy thì chúng ta đã gần 1 tiếng đồng hồ để mà chúng ta trao đổi những cái vấn đề xung quanh về AMH, a dự trữ buồng trứng, chất lượng của nang loãng, thì có lẽ là bây giờ cũng đã tối rồi, nhiều câu hỏi của các bạn vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên thì những câu hỏi này thì bác sẽ ghi nhận và các bạn có thể inbox để mà bác trả lời cho các bạn, hoặc là bác sẽ tổng hợp lại làm những cái video nhỏ ngắn trên YouTube. Thì cái buổi livestream trò chuyện trực tuyến ngày hôm nay cũng chắc là mình cũng sẽ dừng lại, thì mong rằng là với cái buổi nói chuyện này thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái thai kỳ thành công, một thai kỳ an toàn để mau chóng có một đứa con thân yêu. Thì quý vị và các bạn nếu có câu hỏi thì để bên dưới video hoặc là nhắn tin trên Messenger fanpage của bác những câu hỏi của quý vị, thì bác sẽ tổng hợp lại ha và cố gắng trả lời cho các bạn. Rất mong là nhận được nhiều câu hỏi của các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.